Rồi, hôm nay sông Hai Miền sẽ làm món gỏi bơ và gà gà thì đây các bạn. Gà đây thì gà đây là một mình lựa chọn được cái gà thế này này. Đây các bạn. Đấy, đây. Thì gà đây là gà bay. Nó ngủ trên cây nó bay đi kiếm ăn và bay về ngủ. Và hoa chuối. Vâng, bây giờ thì đang đến khâu ra thịt con gà bay này. Vâng, thì mình sẽ xé nhỏ ra. Xé hết luôn hả? Vâng, xé ra hết đi. Xé ra hết rồi ăn không hay sao? Bé Làm này gì nữa hả? chứ? Vâng, bây giờ thì chế biến một quả bơ. Thì món ăn này thì bơ thì cũng là một loại dinh dưỡng cực kỳ cao nhé. Mình sẽ chọn những quả bơ nào vừa chín tới thôi. Này, trên trên này nó còn cứng cứng. Rồi mình sẽ thái nhỏ bơ ra thành khúc khúc để ăn nó vừa miệng. Vâng. Các bạn hãy chọn lấy bơ quả vừa chín tay thôi nhé. Thái vừa nhỏ tí đi. Đấy. Vâng, bây giờ cho gia vị vào. Thì đó là bột ngọt với muối sẽ cho vào, rồi bỏ muối vào thôi và mắc hen với ớt đâm vào chỗ kia. Đấy, bỏ cho nó vừa đều các bạn. Chúng ta tùy theo mình ăn mặn thì bỏ mặn, không thì xong chúng ta sẽ trộn đều lên. Vâng, mình sẽ trộn đều lên nhé các bác nhé. Bơ này thì mình trộn, mình không 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 cho nát, mình sẽ bỏ ra ngoài xíu, mình trộn cái gia vị trước đó. Do đây chế bơ này mình sẽ bỏ ra ngoài gia vị nhá, gồm những đây các bác này, mình trộn đều rồi, bốc tay cho dễ đi. Này các bác này, do tay chúng ta sát trùng rồi nhá. Rồi mình sẽ trộn đều cái này. Vừa làm vừa thử coi hương vị được chưa con. Ừ, chưa. Muối còn còn nhạt. Đây là một bọn đủ có rau sống. Xé to quá, không làm xé vừa nhỏ ra cho nó đều. Này. Đang cục cục cả thịt nó không xé ra mà. Đấy. Muốn ăn ngon là phải xé thế này. Đó. Còn làm cục cục thì nó sao ở đấy. Đấy các bạn này. Xé những thịt này, thịt này, thịt gà. Đấy. Trộn nó đều. Mình thử coi nhé.
cho ít mắc khen vào để cho nó thơm. Vâng, đây sản phẩm nó cũng thịt cục cục quá mà. Này. Rồi bây giờ đến khâu này. Có đây các bác ơi. Này. Thái bơ cục vừa tầm này này các bác này. Xong mình sẽ rắc lên xung quanh thôi. Bơ này thì mình vừa trang trí, vừa ai ăn thì người nào ăn thích ăn cái nào thì người ta ăn cái đó. Này, bơ này các bác này. Rồi bây giờ mình sẽ mời những quý vị xung quanh ở đây sẽ thưởng thức. Đây, đây là bỏ cái này đây để chuẩn bị hàng. Rồi. 1 2 3 chuẩn bị ăn. Ăn. Này, thưởng thức này. Rồi. Đi bên kia cho khỏi cho đồng đi. Bây giờ mình thưởng thức này, quả bơ nhá các bác nhá. Kèm thịt gà này. Mình bóp rồi, nếu gia vị không được thì mình sẽ thêm. Coi hương vị thế nào. Cái này cũng lần đầu mình làm thôi. Nhưng mà khá đặc biệt đó. Ngon đó. Được. Rồi mấy bạn nhỏ ăn thử qua đi, đừng cứ tưởng là ăn cái này ăn không ngon này. Ngon thật. Rồi ăn đi. Đừng cơm ăn luôn. Ăn đi. Ăn muốn ăn cơm thì lấy cơm ăn. Đấy, cơm bên kia này muốn ăn cơm mà. Không được lắm. Ăn thử đi. Ăn rồi, ăn thử một cái rồi. Được không? Được. Ăn rau, kèm thịt, bơ. Hết bơ luôn rồi. Miếng bơ này. Xin mời các bác thưởng thức lần cuối nào. Được lắm. Còn xương không?